Dạ vâng, em Hùng xin chào toàn thể tất cả anh em nha. Thì video hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em là hai cái con hai cái thiết bị âm thanh để các bác làm rê. Thì ở đó thì chúng ta sẽ có một con là EQ Test GE20 và một con Freeze Kangrets đến từ Nhật nha bác nha. Đến từ Nhật. Đó. À, con này là con rê, con này là con EQ tích hợp làm rê luôn nha bác nhé. Đó. Thì em sẽ đi vào giới thiệu cho tất cả bác về chức năng và cũng như là nội thất của những con này và cái độ đẹp nó để cho tất cả bác tham khảo và cũng như báo giá cho tất cả bác luôn trong video này luôn nha. Đó. Đầu tiên là chiếc lọc GE20 của hãng Tech hay còn gọi là Techcom. Đấy, viết tắt có chữ Techcom nha bác nha. Đó. GE20 nha. Con này thì về hình thức nó thì gọi là cực kỳ là đẹp nha bác. Cực kỳ là đẹp. Có má gỗ hai bên. Má gỗ hai bên nha. Má gỗ nó thì quá đẹp luôn rồi. Chuẩn chỉ nha bác. Đấy. Má gỗ cực kỳ đẹp nha. Em quay cho các bác xem. Còn đây là mặt trước của nó này. Mặt trước của nó thì nó sở hữu là 10 cần gạt trên mỗi vế. 10 cần gạt trên mỗi vế nha. Và mỗi vế của nó thì các bác thấy thì nó sẽ có đường tín hiệu volume năng tín hiệu đầu vào. Đấy. Ở đây các bác sẽ quay cho các bác xem kỹ hơn. Đây. Đây là volume đường input, chúng ta sẽ năng tín hiệu đầu vào ở đây. Đó, năng tín hiệu đầu vào ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có low high và EQ. EQ là khi chúng ta sử dụng EQ hoặc là không sử dụng EQ. Còn low high thì chúng ta sẽ cách gia tầng ở dãy cao hoặc là dãy thấp nha bác nha. Dãy cao hoặc dãy thấp, dãy bass hoặc dãy treble nha. Còn khi chúng ta sẽ chỉnh cái phần EQ này thì cái độ áp phê nó cực kỳ là nhạy và cũng như là nó can thiệp rất là tốt vào những cái mạch âm sắc cho ra chất âm chi tiết và cũng như là sạch sẽ cho bác. Đấy. Thì vì sao mà em nói nó là tích hợp để làm rê? Đấy. Tại vì thường là các bác thấy những cái dòng EQ ấy, thì nó sẽ không có cái volume tín hiệu đầu vào này. Đấy. Hoặc là tín hiệu đầu ra. Ở đây thì nó sẽ có tín hiệu đầu ra luôn nha bác nha. Có tín hiệu đầu ra luôn phần output này. Output. Đó. Nên là con này nó có tới 4 cái volume. 4 volume thì trong đó là 2 volume là nó năng tiếng ở đường tín hiệu đầu vào là đường input. Đó, nó năng tiếng trên mỗi vế luôn nha, mỗi vế. Và ở đây thì khi mà ra âm thanh cho ra tín hiệu âm thanh khi mà xuống cục đáy á, khi mà xuống cục đáy thì chúng ta sẽ có cái volume out là tăng tín hiệu đầu ra cho cái khi mà nó xuống cục đáy thì âm thanh nó sẽ ra to hơn nữa. Đó. Thường là những con âm ly chúng thường những con EQ á, chúng ta chỉ có những cái fader cần gạt này thôi. Đấy. Gạt này thôi. Để chúng ta can thiệp chứ nó không có là volume. Đấy. Thường là những cái con rê như thế này, các bác thấy những con rê như thế này nó cũng mới có volume này. Đó, nó có volume để chỉnh chỉnh. Nên là trên những dòng chuyên nghiệp để tích hợp làm rê thì những cái con mà thích hợp để làm rê thì những con đó là có volume đầu ra ở mỗi kênh ở đường input hoặc là đường output cũng vâng. Đó. Thường thường thì bên này thì em có là những cái con như Classic Pro này hoặc là Victor BSG312 ở đây các bác thấy này. Victor BSG312 đó. Đó. Thì nó có đường tín hiệu đầu vào đó là đường in-gen. Thì nó sẽ nâng được cái tiếng lên thì chúng ta cũng tích hợp làm rề được, những con này tích hợp làm rề cũng được này. Nhưng mà cái con test này thì nó đặc biệt hơn là nó có nâng cả đường tín hiệu đầu ra. Đấy, nâng cả đường tín hiệu đầu ra là đường output đây. Nên là khi chúng ta chơi thì cái con này nó rất là hay, nó rất là hay. Và nó lạ là ở chỗ này nữa. Và con này thì nghe hay vừa trưng bày đẹp, có tích hợp đồng hồ VO. Quả cực kỳ là
là đẹp luôn nha bác nha. Giờ thì về cái hình thức của nó thì phải gọi là đẹp keng như là cui thùng luôn nha bác, rất là mới luôn. Nên là cái hình thức con này thì khối với bạc. Đấy, các bác nhìn này, long lanh này, vàng long lanh luôn nha. Đó, đó là cái bo xử lý tín hiệu của con Airway này. Đấy, các bác nhìn linh kiện là cực kỳ là chắc luôn. Thì hãng Tết này thì nó sản xuất tại Nhật nha bác nha. Tại Nhật, đó, các bác nhìn này, tăng phồn vàng long lanh luôn nha. Đấy, hàng rất là mới nha bác. Nói chung là tất cả là vàng long lanh bảy màu hết nha. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, thấy chưa? Đó, quá đẹp luôn. Các bác nhìn hàng như sướng luôn kìa, quá mới. Thì con này thì nó sẽ có hai đường out, đó là đường line out và đường out x out. Đó, còn đường in thì nó sẽ có line in và đường foot back. Đường này thì cái đường này thì cũng gọi là cái đường in luôn nha bác nha, nhưng mà khi chúng ta xử lý ở đây đường vào thì ở trước chúng ta sẽ có những cái tín hiệu hoặc màu khác. Đấy, ở đây các bác nhìn thấy là tem cờ rồi còn đầy đủ nè. Test cam seri nha, GE20 Graphic Equi điện 100V này. Sản xuất tại Made in Japan. Đấy, số seri là 31198 này. Đấy, con này thì hiện tại em đang còn 3 con, thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Giá của con này là 7.500.000 một con nha bác nha. Giá em bao cước và cũng như là các bác nào chuyển không đủ thì em sẽ bớt cho các bác 200.000. Đã quá đẹp luôn nha. Đây, một con chất lượng, nghe hay, trưng bày đẹp, có tích hợp vô 4 volume, 2 volume vào và 2 volume ra nha. Rất hay luôn nha bác nha. Con này rất hay. Rồi, chuyển sang tiếp theo là cái con Canes. Đấy, Canes đến từ Nhật này. Thì con này thì nó bừng ngoài của nó thì nó sẽ sử dụng mặt là phay nhôm màu màu này màu vàng vàng gold nha bác nha, gold đó. Thì ở đây thì nó sẽ chia ra hai tông màu, màu này bên này sẫm hơn và bên này sáng hơn nha. Đó. Hai hồi gỗ hai bên nha bác, tích hợp hai hồi gỗ hai bên này để em tháo ra để cho quay cho tất cả bác xem cục căng luôn nha. Hồi gỗ nó rất là đẹp luôn nha, không sức mẻ hay tròi tóc miếng nào luôn nha bác, cực kỳ là đẹp này. Hai hồi gỗ hai bên nha. Các bác nào cần hình ảnh chi tiết thì em sẽ gửi cho tất cả bác hình ảnh cụ thể nha. Về mặt trước con này á thì nó cũng sử dụng là con rìa này nó sử dụng phai đê trượt. Đó, đây trường chính bát chép này là cân ba lăng trái phải này. Bát chép thì nó tỷ lệ cái là nó chính cho hai vế là led right luôn nha bác, led right luôn, chính cho hai vế nên là cái này thì nó rất là thuận tiện và cân chỉnh rất là dễ dàng cho mỗi lo. Đấy, cho mỗi lo nha, chúng ta cân chỉnh cho mỗi lo rất là phù hợp luôn. Ví dụ như các bác đánh hai cặp lo thì tùy theo mỗi cặp lo chúng ta sẽ tăng giảm giá bát chép nó khác nhau. Đó, rất ok. Ở đây thì phần có cá lâu led nha bác, có cá lâu led này, tăng âm giá trầm, tăng âm giá trầm cực kỳ là hay. Đó, những con có lâu led thì đánh rất là sướng nha bác, đánh nghe nó cực kỳ là sướng luôn. Đường tín hiệu vào áo X1, X2, tuner phono 1 và phono 2, tắp bộ monitor. Đây. Volume tổng nha, volume tổng là fader trượt luôn nha bác nha. Phần này là phần mic của mixing, xin chúng ta sẽ cắm vào này và bảy volume to nhỏ ở đây. Nút nguồn nha bác, nút nguồn on off. Đó là cái chức năng của cái con rìa này. Và chúng ta đi vào cái nội thất phía bên trong. Vâng, và đó là nội thất bên trong nha. Hàng bên em tiến về cho các bác thì các bác yên tâm, hàng bao đẹp bao xinh em bán cho các bác. Còn linh kiện thì các bác thấy rồi, nó linh kiện nó gọi là nó rất là chắc, nhìn nó bẩm rồi nó gọi là nó rất là hầm hố nha bác nha. Đấy, các bác nhìn
rất là chất lượng luôn. Đó, ok nha. Đó là tăng phô tàu nha bác. Con này thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đây là phía sau. Phía sau thì nó sẽ có đường output left right đây. Và đường input thì nó sẽ có phono 12 tuner AX1 và AX2. Đấy. Cầu chì. Sản xuất tại Gia Băng nha bác nha. Đây, Gia Băng. Đó, tất cả là riêng như bán hết nha. Con này thì có giá là 5 triệu nha bác nha. Con này có giá 5 triệu. Bác nào chốt hàng con này thì alo cho em. Giá rất là tốt, giá rẻ, rất rẻ cho tất cả bác chơi luôn. Canrush. Mặt rất là đẹp nha bác. Rồi thì con lọc Test GE20 ở giá là 7,5 triệu. Con này Kenred có giá là 5 triệu. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho khoa học. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác.